Chào mọi người đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Kỳ này Tôn Sen mới vừa về ba cái mã bữa nay nó hết hàng anh em. Rất là hot luôn. À, kỳ nãy về lại rồi nha, đang có sẵn mình cửa hàng luôn. Anh em nào có nhu cầu có thể ghé mua. Đầu tiên đó là con máy khò. Đó, giá 351 ha. À, một con mu lông. Mu lông này lên tới 1000 Newton mà giá chỉ có 1277 thôi, và một cái cuộn rulo. Rulo về rồi luôn nha. Có 1,803 triệu. À, cái máy này giới thiệu thêm. Máy này bán rất là chạy luôn. Không biết sao cái này anh em mua con máy đinh này hơi hơi nhiều. Con máy đinh này của hãng Tôn Sen giá 823 ngàn nha. Đây là hàng công nghiệp nha anh em. Bán đinh này thì nó sẽ là bán đinh ép. Bán đinh ép khả năng bắn lên tới 50 luôn nha, ép 50 luôn và rất hay, có chỉnh được cái đinh năm sau cạn nha. Đây. Rồi cái này tiến bộ nè anh em, nó cho cái đầu Việt Nam rồi nè, chứ lúc trước đầu châu Âu không à. Rồi đây máy đinh này anh em. Và một cái hộp đinh nha, nó sẽ hai loại đinh, đinh F và đinh K. Hãy lưu ý đinh K đinh U nè, F 30 nè, nó F nè, F 50 cho xuống nha, nó cho mình F 30 300 cây, đinh K là U á là 300 cây mẫu thôi. Và cái này bán rất là nhiều luôn, có 800 hai mấy ngàn thôi nè. Đây nha, xuống bấm đinh đó, anh em bỏ đinh F ở đây, đinh U nó chồng lên đây nha đó, đinh U hiện nó chồng lên. Cái dòng này anh em lưu ý mua đinh U thì phải mua đinh K nha. Đinh K nó sẽ có cái mã K430 nè. Tại đinh U nó khó lựa chọn đinh lắm, anh em mua không có đúng là vô không có vừa à, không có xài được. Ok ha. Rồi. Đây. U nè nha. Đó, khi mà xài đinh U thì anh em chùm nó lên. Nó nằm như này nè, hay ha. Nó chạy trong rảnh này nè. Đó, ok. Đưa bắn thôi nha. Cái này nó hay ở chỗ này, biết gì không, đây có cái núm nó chỉnh nè, chỉnh cái hành trình của cái lưỡi gà. Cái lưỡi gà của cái súng này nó bắn là lòi ra ngoài, lòi ra này anh em, nó lòi ra như nè, lòi ra khúc như nè. Khi mà anh em muốn cái đinh á nó âm vô trong gỗ thì chúng ta chỉnh này nó đi lên, muốn cái đinh nó bằng gỗ thì chỉnh này từ từ ra, thì chúng ta anh em phải chỉnh cái núm này. Nó có cái giới hạn hành trình đây nè ha, đó giới hạn hành trình đây nè anh em, hay như đó đó ha. Đây mình nâng lên hết luôn nè, mình nâng lên hết là cho cái này lên tới đây, con ốc lên tới trên nè, thì khi mà anh em ấn á nè, anh em ấn thì cái hành trình đi nè, nó bị nó hở khúc đó chưa, từ cái đầu này nè và tới cái này nó hở khúc nè, đó là đinh nên bắn nó sẽ nó hở lên trên. Còn mình muốn mà nó sâu vô thì mình chỉnh hành trình này xuống. Đây hành trình này mình sẽ cho nó sát vô dưới luôn, sát ốc bên dưới, ốc bên dưới đây nó có hai cái hành trình nó chạy vậy thôi nè, sát nè, sát thì mình ấn như nè, sát thì cái đầu này nè nó muốn bằng cái đầu này luôn, cái đầu này muốn bằng cái đầu này luôn. Đó, thấy không? Đó. Đó là chỉnh cái hành trình của cái đinh rất là hay ha. Đó. Khi mà anh em muốn đinh nó âm vô gỗ thì ta chỉnh hành trình đó, hay lên hoặc xuống tùy chúng ta thôi nha. Cái cụm này thì nó thiết kế nguyên khối bằng nhôm, đẹp lắm nè, rất là đẹp luôn. Và giá cũng mịn màng, không có mắc. Khi anh em về xài thì cái đầu này bỏ ra nha, đầu này bỏ ra. Đó nó cho nè, ba cái đầu. Đầu này bỏ ra, anh em xài cái đầu của Việt Nam đầu này nè, dặn vô thôi nha. Đó, cái này nó chuẩn, nó làm cho mấy người châu Âu nè, nên nó xài cái chuẩn hệ khác. Ok ha. Đó. Nếu bên đây thì nó chỉ là xoay cái lỗ thoát hơi thôi. Nha, thoát hơi khác thôi. Giá con này rất là khá là tốt, quý xong hôm nay anh em mua con này nhiều. 820 823 ngàn thôi anh em ơi. Nha. Khả năng bắn thì tối đa luôn đến ép là được 50 nha, đến U là tối đa luôn 40. Đó. K nè. Nha, K4, còn chiều sâu á, số đuôi á là 4 ha, bề đây 4 nè. Còn cái chiều dài là 30 nè, anh em muốn chọn 30 40 đó anh em chọn ha. Còn cái nét tối đa 50. Rồi. Cái này mình giới thiệu thêm ha. Cái này có hàng không có hết. Rồi đây con này hết rồi anh em. Máy khò có 351.000 thôi. Nha, đặt chứng nhận COVCS đầy đủ. Cái này mới vừa về lại. Con khò này bán chạy bữa hổm cháy hàng luôn, em không có hàng bán luôn, cái này hãng về lại. Tại vì ở bên Tân Sen thì nó bán cũng nhiều đại lý nè, rất là nhiều luôn ha. Nên nhiều lúc hàng không có đủ để nó giao. Đó. 351.000 cho được một cái 1, 2, 3, 4, 4 cái bộ đồ nghề nè. Nha. Rồi. Cái súng nha, cái khò, cái dòng này thì nó sẽ không có cho cái cây với hình tam giác nha. Cái dòng này nó lưu lượng nó tới là 350 độ, quên, cái lưu lượng là 300 lít và 500 lít, tương ứng với 300
50 độ C và 550 độ C TVCS mới chứng nhận đầy đủ ha. 79100 của Tonsen 2000W. Dòng này anh em bấm cò lên em xài thôi nha. Đây là số 1, số 2 nè, trên số 1 nè, dưới số 2 nè, ở giữa là off nè nha. Đó vậy thôi anh em. Mấy cái khò nào cũng thiết kế có dạng để đứng được á, để mình khò này nọ nó được anh em nha. Đó. Rồi, chỉ có 351.000 thôi, hàng chính hãng của Tonsen bảo hành 6 tháng. Nha. Cái khò của Tonsen này nó làm cũng khá là rẻ anh em. Khá là rẻ luôn nha. Đó. Ok. Rồi. Về rồi đó, anh em nào có nhu cầu thì có thể ghé mua nha. Chỉ có 351k thôi. Khá là rẻ. Sản phẩm thứ hai nữa mà mình nghĩ bên này cháy hàng luôn. Đây là cái súng bắn bu lông. Giá chỉ có 1.277.000 thôi. Nha, có mã là 73302. Cái dòng này là 1000 Newton. Ha, tốc độ quay 6000 vòng phút và đầu 1/2. Anh em đẹp tuyệt vời luôn. Nha. Đó, không trêu được. Đây. Rồi cái này nó cải tiến cho cái đầu của châu Á mình nè, hai cái đầu này anh em về bỏ nha. Bình dầu. Rồi nó không có cho nọc khẩu nha anh em, chỉ có súng thôi nha. Và nó thiết kế cái súng nguyên khối nè. Trời ơi làm đẹp nhôm anh em ơi, đẹp. Led right ha. Đây nè, led right nằm đây nè. Nha. Rồi. Chỉnh chỉnh nằm đây ha, chỉnh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 nằm đây. Đó, chỉnh lực nè. Ha, 1 2 4 5. Đây nè, nguyên khối là bằng nhôm, quá trời đẹp luôn, không có bao bì hết. Cầm gì nó chắc tay gì đâu á nè, nha. 1000 Newton, đầu khẩu 1/2. Súng rất là to, đụng gì luôn nè. Anh em nào sửa xe máy bao ngon. Sửa xe máy thì không trêu được. Sửa xe máy thì mở con lớn lớn à nha. Con nhỏ nhỏ cầm con này thì nó hơi nặng. Nếu anh em dùng súng này đi mở ốc 8 12 13 4 gì đó thì nó hơi to nha. Nhưng mà nếu những con ốc mà lên cả 19 21 24 gì đó chơi này ngon. Bắn được vài phát đã ra liền. 1000 Newton thì không rất là mạnh nha. Đó, rất là mạnh. Rồi ok nha, chỉ có 1.277.000 thôi em ơi. Khá là rẻ luôn. Về rồi, cái này không cháy hàng. Ha. Không biết hãng về nhiều không, thì mình về cũng có vài con thôi. Nha. Rồi kế tiếp nữa mỗi cuộn rulo, cuộn rulo này hôm trước mình có review nè. Áo ra nói cho anh em coi các kiểu nè. Rất là sướng. Giá 1.803.000. 1.803.000 nha anh em. Ok. Lúc này nghe ông giao hàng cái dán thêm cái tem của cửa hàng mình ở đây nữa không biết sao. Đó. Chắc gì sợ hết hay sao. Cái cụ rulo này nhiều người đặt lắm. Tại vì nói gì trong phân khúc mà rulo này nè. Anh em mà đặt ở này trước nhà có con cái nè, sân thượng cái nè. Sân thượng tới rào, trước nhà dùng để rửa xe. Cuộn dây 15m tháo ra tháo vô tự động. Muốn lắc qua bên trái, lắc qua bên phải gì nó không dễ, có cái bát bắt vào tường nè. Anh em có thể đưa qua trái, đưa phải đều dễ hết. Cực kỳ dễ luôn. Không có dòi rửa xe, tưới cây đầy đủ, không thiếu gì hết. Ha, chuẩn luôn. Ngon luôn anh em. Hôm trước mình có review một lần anh em coi nha. Một cái bát nè, ha, bắt vô tường có 4 lọ ốc đầy đủ, chìa khoan bắt vô thôi. Và một cái cây rulo. Đẹp lắm. Đây nè. 1.803.000. Nếu mà nói về phân khúc thì con này cũng rất là rẻ rồi nha. À, những dòng khác nó còn vài triệu không đó nè. Cấp nước vô thì cái đầu này chuẩn luôn. Anh em có thể xài khớp nó nhanh này gắn vô những khớp đầu khác, hoặc là xài cái đầu này gắn vô Romine. Đường gì cũng có ha. 21 nè, 27 nè. Ha, xài đầu nào chuẩn gắn vào đó. Nếu Romine có ren thì dùng cái này gắn trực tiếp vô luôn. Gài vô nha, ngon lành, khớp nó nhanh. Cái thứ hai nữa là cụm này kéo tự động. Ha, có dầu xịt. Nó nhanh luôn. Nó nhanh này có van, anh em tháo ra nè, nó không có bị xì nước đâu. Có van nè, van một chiều nè anh em. Ấn cái này vô thì mới mở van một chiều ra, dùng để thay đầu nhanh, không bị xì nước nha. Và cái dây này cũng khá là xịn nha. Dây này nè, khá là xịn luôn. Dây 15m nha anh em. Đây là dây 15m nha. Nó tới mấy lớp lận á. Nha. Đó, thì kéo ra cái vô thì anh em nó tự động rút luôn nha. Đó. Tự động rút nè, đứng coi nè. Anh em kéo được 15m, anh em có thể xem lại video cũ mà nó review nha. Cái này ở nhà mình có con cái. Rồi thả ra. Đó, ngon lành. Ok ha. Tự động nó kéo và nó chạy dài qua đây qua lại luôn nha, yên tâm. Việc cắm xài thôi. Mình đâu có những cái trường hợp mình bán cho anh em tới hai một lần nhà anh em. Cất xong mua hai cái. Cái lắp trước, cái lắp thường thường.
thường thường bây giờ anh em hay trồng rau, trồng trồng nọ đó, xịt tưới á, mỗi lần cuộn cuộn vậy nó cực, lắp sẵn đó, cần kéo ra xịt ha, không cần cuốn vô, nó nằm vừa thẩm mỹ đẹp, 1.803.000 thôi anh em ơi. Rồi hàng về rồi nha, nguyên cái khối này làm cứng cáp lắm ha, nhựa nè. Này, cái này bán rất là nhiều rồi, ra thị trường cực kỳ nhiều luôn nha, đẹp lắm. Đây, quá trời đẹp. Nếu mà so ra thì mình lắp nhà mình nó không mắc thôi, thẩm mỹ nè. Nhà cửa mà nhiều, nói thật sự nhà cửa nhiều lúc lúc anh em xây nhà xong nên lắp mấy cái này tính ra nó cũng không có rẻ, rẻ hơn thiết bị vệ sinh nhiều mà. Nhiều lúc mấy thiết bị vệ sinh nó toàn là vài triệu không. Nên lắp thêm cái này nữa thì có cái nó cũng không có nhiều tiền. 1.803.000 cái nha. Đó, thì anh em nào đang có nhu cầu thì có thể ghé mua. Thì hàng này đang có sẵn nha, cửa hàng mình về rồi. Đó thì anh em đang có thì chạy qua lấy. Rồi ok ha. Đó, tất cả về những dòng sản phẩm mới về của Consen. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại. Giá này giá tại cửa hàng anh em chưa bao gồm ship nha. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship. Đây nhiều hỏi anh em. Rồi, cảm ơn ha.